Từ đây có ai còn nhắc đến tên Hàn Mặc Từ khi anh quay về sống lại với quê hương. Gần nửa đời người phiêu bạc tha phương, anh đã bỏ quên cái tên mình trong chi nhớ, cái tên mà quê hương không còn xa lạ và đã in sâu vào lòng dạ của Mai Đình. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Hôm nay thì tình cờ gặp lại được hình ảnh một cái người, đó là chị Tuyền bán vé số bò ở trên đường, bán vé số để nuôi hai đứa con ăn học đó cô bác quý anh chị. Và hôm nay cũng gặp chị ở đằng sau kìa. Trước đây thì được Mạnh Thường Quân được hỗ trợ cho chị mua một cái chiếc xe lăn. Nhưng bất ngờ đó là hình ảnh Bùi Hồ gặp được chị vẫn đang bán vé số, không biết tại sao như vậy nữa. Thì bây giờ Bùi Hồ mà cô bác quý chị cùng theo Bùi Hồ ha. Đi ngay nè mọi người. Cho ngồi đỡ đây nha chị. Đây đi chị Tuyền. Ủa? Thì chị khỏe không? Dạ. Khỏe không chị? Khỏe. Thì mấy nay sao rồi? Dạ thì từ cái bữa anh vô tới giờ là khỏe hơn trước đi. Là sao mấy bữa vậy? Anh cho tiền đó là trả được cái phần kia đó. Ờ. Khỏe được. Bữa này khỏe hơn trước rồi, đỡ đi chút. Con gái nấu cơm được chưa? Bữa này gì nó giật giọng tính thì giờ người ta lại người ta khen quá luôn. Dạ hả? Hôm qua mấy cái cô ở đằng đằng kia đi lại á, nhìn thấy vô thấy giặt nhà giặt đồ này kia đó, biết làm mà ta có thêm nữa, nay đợi con gái vậy được rồi. Thì nay chị bán được nhiêu tờ? Hôm nay em đến là trên đấy đó, hồi nãy ra trễ còn được có ma ba tờ nữa hết rồi đó. Ba tờ nữa hết rồi. Bữa nay ra trễ luôn á, ra đây 10 giờ mấy gần 11 giờ luôn. Ờ. Rồi loại tự chiếu rồi loại mới bọc lên đó là hết. Bán được nhiêu tờ chị? Được bữa nay là 3 xe cùi là 330. 330 tờ. Em có thắc mắc gì nè? Dạ. Cũng có cô chú hỗ trợ xe lăn đó. Dạ. Thì xe điện á. Xe điện á, lăn điện á. Rồi sao chị không là lăn đi bán? Cái bữa đó em đi bán cái bị ế số. Và đi bán khỏe thiệt nha, công nhân đi bán bữa đi bán tới 2 giờ mấy luôn nha, là bán được từ giấc sáng mà đi tới 2 giờ mấy bán được mới mấy chục tờ số thôi. Ừ. Rồi cái gì cái mấy người kia nói vậy thôi đi vô và gửi xe đây đi rồi lội tiếp đi để không thôi chịu ôm số đó rồi đây, tại vì mình mới lên mới có xe người ta không biết, mình bảo người ta biết, tại trong khi đó là mình được người ta coi trên đây nè, người ta thấy mình là cấp bò thôi chưa thấy là mình có xe, phải chi mà bây giờ và mình cái giờ mấy trước kia là phải kêu là cấp mình có xe đó, kêu mấy anh quay cho lên đừng cho người ta biết, người ta mừng để không thôi á, ta thấy bọn người ta tội nghiệp. Bởi vì từ cấp mình có xe đến giờ chưa ai biết chưa nữa. Bởi vì người ta khuyên mấy người kia, người ta điện thoại anh kêu mình nói gì là bây giờ là phải làm sao có xe đó. Rồi bữa nào á cái chụp hình hay là cái gì đó đăng lên. Xe chị vẫn đang để ở nhà. Gửi ở đâu? Gửi quán à. Chưa có đem về nhà nữa. Họ trên xe tới chiều là bán không được đó, rồi mới vô gửi xe là bò ra là người ta thấy mình bò, người ta biết, người ta ghé lại người ta mua đó. Dạ. Không thôi là bữa đó là ngồi trên xe là ôm luôn rồi đó.
Có số mở cái người ta về nhìn người ta biết cái người ta cắt xe người ta mua mua liên tục luôn. Dạ. Bởi vì rồi bây giờ có người ta cho xe thì mình đi xe khỏe thiệt, bữa đó là đi không có đeo giờ luôn á, đi im lắm luôn mà ngặt cái phà mà bán không tàn á, không được á. Dạ. Rồi bởi vì hơi ấy, bởi vì em tính chừng nghèo miếng xong là em đem xe về quê, đi đem xe về trong quê á, bán ở vòng vòng nhà thì người ta biết dễ có xe đó. Một ngày gì chị là đi bán là khoảng mấy cây số chị? Như từ ở trong em ra đây hình như miếng tới cái đường đèn bốn ngọn không là 50 cây rồi đó. Trời đi dưới ơi. Này là riêng dưới này xa lắm đấy. Vậy hả? Ừ. Đi xe buýt 50 cây. Bây giờ mình tính sao anh Hường? Dạ. Cái vụ cái xe thì sao? Em không biết nói sao, nói chung là cái cuộc sống của chị á. Cái gì? Thì với cái công việc của mình á là mua sinh bán vé số. Dạ. Bởi vì trong em khi biết đó, rằng là đối với chị á thì khi mà bò với một cái dưới cái mặt đường nè, lửa hắt lên rất là nóng thì tay chân nó bị chay hết à. Thì cô chú anh chị thấy như vậy á thì hỗ trợ cho chị một cái chiếc xe lăn, xe lắc điện á. Nhưng mà nếu như mà vậy thì bán vé số không có được nhiều, không có đủ tiền để nuôi con ăn học. Thì em nghĩ là sau khi cái đoạn clip này đăng lên á, có lẽ là cô bác quý mình sẽ hiểu chị nhiều hơn. Tại vì cái là em bây giờ á thì đang lo cho hai đứa nhỏ đi học, mà nếu mà em ngồi trên xe em bán không được nhiêu là đâu lo nổi. Nên bây giờ nếu như bán vé số như vậy á, đó là cuộc sống mưu sinh của mình mà mình cũng phải cố gắng rồi. Em chị cố gắng rất là nhiều. Có thể là chị đem xe điện về nhà đi. Xe điện đó chị đem về nhà. Rồi hôm nào có gì em ghé em quay thêm gia đình mình cho cô bác quý chị biết thêm. Hôm nay chị nói vậy thì em cũng đã hiểu rồi. Thì chắc có lẽ là cô chú với anh chị sẽ thương chị mà. Không sao đâu. Bởi vì em sợ cái, bởi vì người ta nói đây người ta thấy mình tội, người ta cho xe thấy bỏ, người ta tội nghiệp rồi người ta cho xe, rồi mình cho xe rồi mình lại bỏ tiếp, rồi người ta nói mình, người ta cho không đi rồi lấy làm chi, nói gì rồi cũng nghe đây người ta trách, sợ rồi người ta trách mình đó. Bởi vì mình, nhưng trong khi đó là tại vì bây giờ em còn lo cho con em đi học, nếu mà ngồi trên xe thì bán không có nhiều lo không nổi. Bởi vì rồi bây giờ ấy không là đầu, trong khi đó miếng bán không được thì đâu lo cho con em nổi đâu. Bởi vì phải là phải bò xuống mới lo đi bán, nếu mà mình bán gì mấy hết được số nè, chứ ngồi trên xe bán không được rồi ôm số còn mệt nữa. Dạ. Con dạ. Chị hôm nay học lớp mấy hả chị? Đứa lớp 10, đứa lớp 8 đó. Dạ. Dạ. Còn ba tờ em ủng hộ luôn cho biết sao giờ. Cái ba tờ này chiều nay may mắn. Dạ. Ba tờ này giá chiều nay may mắn cái nữa mình. Em ủng hộ cho chị về sớm. Bữa nay thấy chị giờ hay trễ là gần 3 giờ chiều rồi. Bữa nay chiều lắm rồi đó, về là tối hụ luôn. Dạ, đúng rồi. Mệt chứ không, sáng giờ mệt chứ không. Đâu em tới rồi, bữa nay không đi bán, không ở nhà chơi với con sao? Dạ, nhưng mà rồi em tặng chị luôn. Mình nghỉ rồi bắt đầu số người ta cắt số rồi mình không có số mình bán. Là phải bán hoài vậy đó. Tại vì trong khi đó gần Tết rồi, nếu mà mình nghỉ rồi số người ta không có giao chai được, rồi cái là người ta giao được người khác là người ta cắt số mình luôn. Là đây tới Tết mình không có số bán là còn mệt nữa. Bởi vì là phải bán là gì đó. Ổn hả? Dạ. Hôm nay tại vì mấy năm, có năm nay là không có số nhiều luôn á. Ai bán là phải cầm cự gì đó bán hoài, tới lên là lên, không được dẫn bao nhiêu đó hoài. Chứ không có cho, không cho lên, không cho sụp, cứ nằm như vậy đó. Mà nếu mà mình nghĩ nữa là đứt luôn, không có số luôn. Không, số người ta có gặp chị có kêu chị ca không? Em không chịu nữa. Thì nói tại vì có người quay rồi. Chị không chịu nữa hả? À, tại vì em nói tại vì trong khi đó là bên có Bùi Hồ chứ không Bùi quay rồi. Rồi em không có chịu nữa, thôi nhiêu được rồi. Chứ quay chi nữa, nói rồi nhiều người quay thì càng tốt, nói thôi đi nhiêu thôi. Cái gì? Nhiều quá, tốn nhiều. Đây mình nói đây có người, khi người ta nói mình thấy quay hoài, thấy ai quay cũng được, chân quay hoài rồi đây nhờ kêu người kêu gọi hoài vậy đó. Nói thôi hay được nhiêu rồi. Tại vì mấy người đó lại là nói có người quay rồi, hỏi ai nói có Bùi Hồ giúp không Bùi rồi xong hết rồi. Rồi hỏi có gì không, nói có cho tiền luôn rồi. Cái bắt đầu ổng nói gì hả, rồi như chạy sao chị không cho quay nữa, là nhiều người quay là càng tốt, nói thôi nhiêu thôi. Nghĩ rồi.
tặng cho cô bác với anh chị coi cái anh em một bài hát được không chị? Thôi cái bản hàng mặt tử nha, hàng mặt tử mà cái lúc mà gì cái lúc mà hàng mặt tử đi là ba tiếng đó như chặn bão kinh hoàng đi. Khúc nào? Cái khúc mà hàng mặt tử ba tiếng đó như chặn bão kinh hoàng đó. Mình bỏ cái khúc kia đi, khúc ngoài đình trước đi. Bây giờ mình chơi lại khúc kia. Hát đi em nghe. Hàng mặt tử ba tiếng đó như chặn bão kinh hoàng, vừa thổi qua biển cát chỉ đem lại khô khăn vào lòng sa mạc, làm sụp đổ những thành quách quý ngang chặn mạc giữa điều tàn. Sự nghiệp thi nhân sẽ nằm trong số kiếp giả chàng, từ đây có ai còn nhắc đến tên hàng mặt tử khi anh quay về sống lại với quê hương. Gần nửa đời người phiêu bạc tha phương, anh đã bỏ quên cái tên mình trong chi nhớ, cái tên mà quê hương không còn xa lạ và đã in sâu vào lòng dạ của mai đình. Vẫn còn đó giọng hát rất là ngọt ngào. Xin qua đây đi chị. Bây giờ về là mấy giờ mới lấy số? Dạ về là chiều mấy ngày là tới giờ, giờ nào thì ghé lấy giờ nấy. Lấy đi vé ngày mai đi. Bữa nay là bán có tăng số lên nữa không? 300 mấy chục tờ hay là có lên? Ta không cho lên đó. Kiểu như bây giờ là nằm nhiều giá người đơn bán quá đúng không? Nhiều người á. Chứ bây giờ ai cũng lại hỏi số, bà nói không có. Tại vì lính nào cũ thì nằm vậy hoài, đâu có chứ ở ngoài thầu lớn không cho vô tăng nữa. Bởi vì ai giữ nguyên giá đó hoài vậy đó. Chứ phải Tết mà tăng được, bán được nhiều á thì mà Tết không được. Thầu nào cũng không có. Sau khi con của mình xem clip của chị á, để xem clip của con, xem clip của mình á, con của chị bây giờ là giỏi giang hơn trước nhiều lắm hả? Bây giờ nhà cửa dọn sạch đẹp lắm. Dạ hả? Hôm qua cái cô trên kia nói rồi, chuyến này mày hai con gái gì đâu mà được con gái gì là im lắm rồi, vô nhà cửa giờ rồi thì có nói rồi lỡ gì á, rồi làm quá rồi, rồi mấy chú kia vô quay rồi sao á, nói thì mấy chú kia vô quay thì thấy gọn hơn trước thì nói chung là cuộc sống của mình thì bây giờ ổn rồi đúng không chị ha? Dạ. Cái gì nhờ cấp có anh quay rồi đạt đó là thấy cho khỏe trong người đạt. Nhẹ nhàng hơn trước đó, là hồi đó cấp mới chưa biết nên là nặng nề trong người lắm nha. Đi về là không dám về nhà sớm, về là khuất, đợi khuất người mới về không. Tại mình canh mấy cái lúc mấy người đó đi về rồi mới. Bởi vì bây giờ là thấy phải về là thoải mái rồi, không có nặng như trước nữa. Ăn ngon ngủ yên rồi. Dạ. Chứ hồi trước là nặng nề cái dòng ngoài đó, cái dòng mà ngoài Gạch Giá đó. Người ta vô tới vui đó. Ở vậy ba sợ lắm, lúc đó ba cũng sợ lắm. Ông cứ vẫn nói vậy thôi, tiền đó đó rồi trả cái thằng không phải đi, rồi trong này thì tính xa trong này bả chưa có ra, không có đòi thì nhẹ hơn. Cái người đó người ta vô hoài tội nghiệp, mấy đứa nhỏ nó trốn hoài tội nó. Rồi cái bữa đó chạy cái em cha trả đó, bé người. Nay thấy chị vui hơn lúc trước, lần trước em gặp. Tại vì nhẹ rồi. Chứ mà cái khẽ cấp quay tới giờ với người ta